hôm nay tụi mình đã có một buổi đi chơi đầy bất ổn như thế nào? Tính ra hè năm nay Sam thấy mưa khá là nhiều, giống như hôm nay đi trên trời cũng rất là nhiều mây. Chồng Sam ổng coi dự báo thời tiết thì đúng 12 giờ trưa hôm nay sẽ có mưa. Nhưng mà không sao, tụi mình là dân chơi nên không sợ mưa rơi. Và đây là lần thứ hai tụi mình quay lại đây, The Amazing Bay. Trong lúc chờ chồng Sam ổng đi cất xe thì Sam tranh thủ mua vé luôn. Điều đặc biệt là giá vé so với một năm trước không có gì thay đổi luôn á mọi người. Vé cho người lớn là 450, còn cho trẻ em dưới 1m4 là 250. Nếu lần trước Sam đi số lượng nhân viên còn đông hơn cả khách du lịch thì lần này Sơn Tiên đã rất là nổi tiếng rồi. Cái hôm Sam đi là thứ ba, mặc dù là đầu tuần nhưng mà khá là đông, nếu đi vào cuối tuần chắc nghẹt thở luôn quá. Và đây là trò chơi lướt sóng, Sam có xem được ở nhà từ các bạn TikToker và YouTuber, nhìn họ chơi rất là vui. Nên hôm nay Sam đã lấy hết can đảm thử chơi cái trò này xem là cảm giác nó như thế nào. Sam có hỏi bạn nhân viên là ngồi với nằm cái nào dễ hơn thì bạn nói là nằm, rồi bạn còn chỉ Sam cách sang trái, sang phải, rồi cùi chỏ phải đặt sát xuống tấm ván nữa. Vừa học xong cái là bạn đẩy Sam ra thực hành liền, nhưng mà học từ nãy đến giờ giống như là đàn gãy tai trâu vậy đó mọi người. Ra ngoài đó thì nước chảy rất là mạnh, rồi những cái tia nước nó cứ bắn thẳng vô mặt, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng, và bằng cái thế lực nào đó Sam còn trượt được xuống dưới nữa nè. Phải nói cảm giác rất là vô mốt luôn á mọi người, và cứ mỗi lần Sam tấp vô bờ là bạn nhân viên lại sẵn sàng đẩy Sam ra ngoài lại. Nghe một cái là Sam tỉnh lại liền, và Sam cứ lên xuống rồi qua lại cho đến khi trời má cái gì vậy trời. Ủa alo bạn ơi, em quay cuồng trong mơ hồ. Nói thiệt là về nhà coi lại video Sam mới biết tại sao mình té luôn á. Còn bây giờ thì tới lượt chồng tôi, hồi nãy tôi té ổng cười nhiều nhất luôn nè. Trời ơi, cứu tôi. Và đây là biểu cảm của các bạn nhân viên khi tụi mình bị té. Bây giờ thì cả nhà Sam đang ở khu trò chơi có tên gọi là thử thách băng giá bùng nổ. Ở đây là bao an toàn cho các em bé nhỏ giống như em bé nhà Sam, tại vì mực nước chỉ có 0,3 mét thôi. Đang chơi vui thì tụi mình nghe được thông báo là sắp có đợt sóng thần đầu tiên trong ngày, thế là cả nhà phi qua biển nhân tạo liền. Sam thấy nó là một cái hoạt động rất là nổi bật ở đây, tại vì mỗi lần có thông báo là hầu như tất cả mọi người sẽ ùn ùn kéo nhau qua biển nhân tạo và mặc áo phao vào, sau đó tiến ra ngoài xa và xếp thành những cái hàng ngang để chắn sóng thần. Để Sam mở âm thanh lên cho mọi người nghe nha. Có nhiều bạn lo lắng là Sam quay những cảnh như vậy thì điện thoại có bị sao không? Thật ra thì Sam đã cho nó vào một cái túi chống nước rồi. Cảm ơn mọi người nha. Xem từ nãy giờ chắc cũng có nhiều bạn để ý là hôm nay không chỉ có riêng gia đình nhà Sam mà còn có gia đình anh chị và cả bố mẹ chồng của Sam nữa. Đi đông người vậy á, cái mình chơi cái gì cũng có hội, vui lắm. Và đây là đợt sóng thần thứ hai này mọi người, quá trời người chơi luôn. Hồi nãy thì Sam chỉ dám đứng hàng 2 thôi, còn bây giờ là Sam nhảy lên hàng đầu luôn. Tại kế bên Sam đang có một bờ vai vững chắc, còn hồi nãy chỉ có một mình thôi nên không dám. Nói thì nói vậy chứ lát hồi sóng nó đánh cũng mỗi người một nơi à. Tàn ơi, chơi cái này sóng đánh muốn rớt cái nết luôn á mọi người, nhưng mà vui. Nhìn Thảo Nguyên kìa, thiệt chứ từ nhỏ đến giờ Sam chưa thấy anh em họ nào mà thân với nhau giống như mấy đứa này. Trước khi Thảo Nguyên được nghỉ hè luôn á thì hai vợ chồng Sam có hứa là hè này sẽ dẫn nó với em bé đi Sơn Tiên, tại vì lần trước Thảo Nguyên chơi rất là vui và không tìm ra được điểm gì để chơi ở đây cả. Vậy mà mọi người biết nó nói gì không? Ba mẹ phải rủ bác Tiên, bác Nhiệm cho anh Nguyên anh Nhân đi theo thì con mới đi. Cái là từ lúc vô đây thì lâu lâu Sam mới thấy được mặt nó lần, còn đâu là mấy anh em nó đi chơi mất dạng luôn. Nhiều khi đi tìm muốn chết luôn á mọi người, nhưng mà trong đây được cái rất là an toàn. Nhân viên cứu hộ thì có mặt ở khắp mọi nơi và mực nước chỗ nào cũng thấp hết. Chỉ có ngoài biển nhân tạo là sâu, nhưng mà ra đó thì bắt buộc phải mặc áo phao. Buổi trưa thì tụi mình ăn ở trong đây luôn, nhưng mà nếu lần sau có đi nữa thì chắc chắn Sam sẽ chuẩn bị đồ ăn mang theo. Nhớ lần trước ăn ngon lắm mà lần này thì tệ quá. Với lại trong đây những cái bộ bàn ghế đá được bố trí rải rác ở khắp mọi nơi mà cũng không mất tiền thuê nữa nên khá là thoải mái. Ăn xong thì hai vợ chồng Sam gửi em bé cho ông bà nội con một tí để tụi mình chơi những cái trò chơi cảm giác mạnh. Và phải leo lên trên đó, nhìn mặt Sam vậy chứ đang rất là sợ luôn á, mà không lẽ mua vé rồi mà không chơi. Đã sợ rồi còn lên gặp cái bà này, bả làm tâm lý nữa. Bây giờ thì tới lượt tụi mình. Trò vừa rồi chỉ là mũi thôi, trong đây còn hai trò kinh khủng hơn, đó là thảm bay thần kỳ và cái loa màu xanh dương. Tao nói chơi xong muốn đăng xuất luôn á mọi người.
Hơi tiếc là lúc đầu tụi mình vô cái loa màu xanh dương nó không hoạt động, tại vì thời tiết xấu, gió rất là mạnh. Nhưng khi tụi mình sắp về thì nó lại hoạt động lại, nên là không chơi được nhiều. Hôm đó chồng Sam còn phát hiện có thêm một trò chơi mới nữa, đó là chèo thuyền kayak, nhưng cũng không chơi được luôn. Nghe bạn nhân viên kể là các bạn á phải ra ngoài lôi cả thuyền với khách vô, tại vì gió mạnh không có chèo được. Nên bạn nào đang có dự định đi á thì nhớ phải chọn hôm thời tiết thiệt là đẹp nha. Và Sam đang có mặt ở biển nhân tạo để chơi sóng thần lần thứ 3. Cái hôm Sam đi thì có tổng cộng là 4 lần sóng thần, mỗi lần cách nhau từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Phải công nhận âm thanh ở đây rất là sống động, làm cho mình có cảm giác sợ luôn á mọi người. Và sau 3 lần chơi thì chồng Sam ổng đã quá mệt mỏi rồi, nên cái lần thứ 4 Sam rủ ổng không chịu đi nữa. Nói thiệt là cái bữa đi Sơn Tiên thì Sam để ý có rất là nhiều bạn nhỏ nhìn Sam, nhìn hoài luôn. Lúc đó trong đầu Sam nghĩ là chắc mấy bé này nó nhận ra mình rồi. Thiệt chứ, mấy lúc đó Sam luôn trong tư thế sẵn sàng hi hello lại, mà đừng cái là nó đứng nó nhìn cho đã xong cái nó đi. Trời ơi, tao nói quê gần chết. Không, nhưng mà về nhà Sam đăng hai cái video lướt sóng với lại sóng thần thì có rất là nhiều bạn comment kêu là hôm đó thấy Sam, trời ơi cảm giác rất là vui luôn á mọi người. Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn, kêu nó về là cái mặt nó vậy nè. Có hai mẹ con mà chiếm dụng nguyên một cái phòng tắm tập thể luôn. Kể cho chồng Sam thì ổng nói lỡ có ai đẩy cửa vô thì sao. Trời ơi, toàn đàn bà con gái với nhau không có gì đâu. Cái điều mà Sam cảm thấy may mắn nhất ngày hôm nay đó là hầu như không có mưa, chỉ có mưa một chút xíu vào buổi trưa thôi. Tại Sam có em bé nhỏ, chỉ sợ nó bị cảm lạnh rồi về bị bệnh thôi. Còn Thảo Nguyên thì nó lớn rồi nên kệ nó đi. Tóm lại hôm nay là một ngày rất là vui và cảm ơn bố mẹ rất là nhiều đã coi em bé để hai vợ chồng con có thể chơi chung với nhau, chứ không như lần trước là cứ thay phiên nhau, đứa này coi con còn đứa kia đi chơi. Và video tới đây là hết rồi. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha.